Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Bạn đã chọn sai sếp rồi. Thì liệu nó có hiệu quả hay không? Em lại mâu thuẫn. Ứng viên tài năng. Cơ hội cực đỉnh. Lương 68 triệu đồng. Tôi sẽ tặng các bạn 10.000 cổ phiếu. Trao cho em với cơ hội trở thành CEO tức thì. Ôi sống rồi. Thật tuyệt vời. Đón xem cơ hội cho ai. Who Chance, chương trình số 1 về việc làm. Phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chuyển động của nền kinh tế, những chính sách pháp luật mới.